Chào các bạn, mình đang đứng ở đầu cầu Vũ Xuân này, nơi cái đường lên lời giao với bảo vệ phần quang các bạn nhé. Đây là thư viện này, mình không có tiền vào nhé. Ở Huế đây, cái đường bảo vệ phần quang này là đường duy nhất mà không có số nhà các bạn nhé. Đường để ô tô đầu thôi chứ không có nhà. Sẽ đi dọc đường lên lời theo đường bảo vệ phần quang về cầu Trường Tiền nhé. Đường lên lời này rất là đẹp nhé, hai bên trồng hoa. Này rất là nặng. Bên đây có hai cây gì rất là lớn. Một. Rất là lớn các bạn nhé, cây này. Siêu to, siêu khổng lồ luôn. Đây là trung tâm này. Có triển lãm nghệ thuật Lê Bà Đảng các bạn nhé. Mình không biết Lê Bà Đảng là ai luôn. Đây là sang nhà sách rồi. Hoa rất đẹp luôn. Cung đường to hoa. Ở nhà sách rồi sang dưới nó có cái sang rồi đó. Đúng là bỏ thôi. Sĩ hả? Sĩ sao? Năm nay, dịch 2 năm nay đâu có làm festival được đâu. Đường đi bộ các bạn. Đường đi bộ. Đây có triển lãm nghệ thuật sắp đặt này. Đặt chưa? Láng sông Kỳ Sinh mà. Bảo tàng nghệ thuật theo XQ. Phòng quan phòng một diện. Theo và đánh vẽ rồi. Nó đỡ đẹp hơn rồi.
Ở đây có phần hồ. Văn tế Việt Nam tổ quốc tiếng mẫu Âu Cơ. Các hai nhỏ hả? À, đây có cái ngai vàng. Các bạn có thể chụp ảnh lưu niệm các bạn đó. Please wait. But you can take the photo up for some. Không làm sao. Dịch nên người ta cũng không làm. Chứ mày người tỉnh khác không? Tại đây không hay ghẻ là chết. Đó là tùy theo không ạ? Chà, con đường lên lời này cũng đẹp ha. Đoạn này đẹp ghê. Trên con đường lên lời này có sở y tế này. Cắn đi cũng được hả? Cắn tiện cũng được hả? Công hành đi cũng được hả? Đó là dùng đúng 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 đúng. À, đường hồ phạm Sài Gòn Tourist. À, Sài Gòn đó đến thời Pháp kia lâu kiểu trong thế thôi Pháp có chứ, thế thời Pháp thôi chứ, cổ điển nhưng mà rất là đẹp nhá. Ăn Mỹ sau này Pháp lúc còn Mỹ. Đây, mình đang tới khách sạn Morin các bạn. Và đoạn này rất là đẹp này. Đó. Biển Phong Thủy này. Đây, họ cấm các bạn nhé. Cấm đầu đồ. Mình vừa được quay phim bình thường nhé. Cầm đồ đồ nhá, vẫn được quay phim nhá. Đầu kia là giao tới Hồng Vương với Lê Lợi các bạn nhé. Mà sẽ đi lên cầu Trường Tiền nhé. Mình sẽ có một video quay lên cầu Trường Tiền cho các bạn xem nhé. Ở đây cạnh đây có điểm khu di tích này, trung tâm nghệ thuật điểm phong thủy các bạn. Có
ta nó có cho bạn cưỡi này. Đây là khu di tích điểm phong thủy các bạn, đây mình chưa được vào à. Ok, mình sẽ kết thúc hành trình đường lên lời từ cầu Phú Xuân đến cầu Trung Tiên ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nhé.